Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ một thiền sinh ở trong khóa thiền này. Dạ, con bạch sư, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, thí dụ nếu một người gặp chuyện buồn, không có lối thoát và đau khổ, nội tâm của họ có những tổn thương ở đó mà họ biết đến Phật Pháp để thiền định tại chùa Phụng Minh một thời gian dài, không đoán định được là bao nhiêu ngày, trong khi đó họ không có điều kiện nhiều để cúng dường như những người khác theo nguyện tự tâm, thì sự đối xử có công tâm như những thiền sinh có điều kiện không ạ? Và với những trường hợp như vậy, hoặc có nhiều hoàn cảnh éo le hơn thì chùa có đón nhận không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Thì ở đây không 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 chú trọng là người nào cúng dường nhiều hay ít, mà chỉ cũng chỉ chú trọng là người nào có tu tập được nhiều hay ít mà thôi. Cứ ai tu tập được thì sẽ được tiếp nhận đấy, và sẽ tạo điều kiện cho những người có duyên hay là những người có điều kiện để tu tập. Cứ tu tập mà được là được, và cứ tu tập mà càng tốt, cứ chăm chỉ tu tập là được. Còn cái sự tu tập có kết quả hay không nó tùy duyên từng người, người đấy mình chấp nhận những cái thời khóa có thể thực hành theo đúng giáo pháp, vì cái mục đích là ví dụ như tất cả những cái môi trường tu tập ấy, để mà dựng nên môi trường tu tập chỉ là để truyền bá lại giáo pháp, để truyền trì lại giáo pháp. Nhưng ngày nào còn có những người thực hành pháp, còn có người giác ngộ giáo pháp thì giáo pháp mới tồn tại, chứ không phải là lập nên một cái môi trường tu để kinh doanh. Không có chuyện kinh doanh buôn bán nhé, để một người đến đây là phải cúng dường nhiều, không có chuyện đó, mà chỉ là để đến để tu tập duy trì lại giáo pháp cho giáo pháp trường tồn. Thì có ai thực hành được pháp thì đều tiếp nhận hết, dù là có dường hay không cúng dường là như nhau. Và cái việc cúng dường là có bên văn phòng tiếp nhận, chứ cái sự ở trên này không ai biết, không ai là người tiếp nhận trực tiếp những cái sự cúng dường hết. Sư chỉ dạy pháp thôi, chỉ hướng dẫn cho mọi người tu pháp thôi. Cho nên là những cái hoàn cảnh không quan trọng, có điều kiện hay không điều kiện, mà quan trọng là người tu có mình có chấp nhận được để mà tu không. Thời khóa như vậy, nội quy như vậy thực hiện được không? Ví dụ như có những cái người sẽ hay bị trách mắng bởi những người có trách nhiệm ở trong ban tổ chức chẳng hạn, thì sẽ là những người không 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 chấp hành những cái nội quy của chùa. Ví dụ như những người đấy mà hay nói chuyện nhiều, hay làm ảnh hưởng đến những người khác, nên là không chịu thực hành thiền, mà mình làm những cái việc nó không đúng với một thiền sinh, mình sẽ ảnh hưởng đến môi trường tu tập của mọi người, thì những người có trách nhiệm sẽ nhắc nhở, và nhắc nhở nhiều không được thì sẽ mắng, hoặc là sẽ cho vị đó phải mời vị đó phải đi đi chỗ khác để cho mọi người khác tu tập không bị ảnh hưởng. Thì thế thôi, chứ còn không liên quan gì đến việc vì nó có điều kiện hay không điều kiện nhé, cũng nhà hay không cũng nhà nhé. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Phạm Thảo ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi sự khác biệt giữa pháp thiền do ngài Gogenga giảng dạy và ngài Mahasi Sapado giảng dạy là gì ạ? Pháp thiền giữa ngày 4K giảng dạy, Mahasi giảng dạy. Ngày Mahasi, thực ra sư không có tìm hiểu sâu về cái nội trình giảng dạy của các ngài. Sư chỉ biết sơ sơ thì sư biết đâu sư nói đấy, đúng thì tốt mà không đúng thì thôi ha. Ví dụ như ngày Mahasi thì cũng dạy những cái pháp thiền chủ yếu là đi vào thuần quán là nhiều. Ví dụ như là bây giờ các trường thiền ngày Mahasi sư thấy, chưa chỉ nghe những hành giả khác kể lại sư nghe thôi, là hay quán về phồng xẹp, nhận biết cái sự phồng xẹp của bụng, thì đấy cũng là một pháp thiền tuệ thực hành về tứ đại đó. Sau đó thì phân biệt các danh sắc chân đế, rồi cái nội trình đấy cũng sẽ đi đến niết bàn chứ không phải là không. Nếu như một người tu đúng có kết quả thì vẫn có thể tu pháp đấy được. Còn thiền của Gôn Ca giảng dạy thì hình như là thiền sư Gôn Ca cũng học thiền với ở bên Miến Điện thì phải, pháp thiền nào đó thôi, thì là quán thọ, những cái cảm thọ ở trên thân. Nếu như là một cái người mà thực hành cái quán đấy nó có chánh niệm, chắc là nó cũng phải đi vào định. Và nếu như mà cái nội trình mà tu tập đúng ra thì khi đó nó vào định rồi thì cũng sẽ phân biệt danh sắc, quán về duyên khởi, quán về vô thường của vô ngã, và đi đến sự chứng niết bàn. Nếu như mà một cái pháp thiền thường thường là thế, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì tất cả những cái bước khởi đầu nó có thể khác nhau. Có những người khởi đầu bằng niệm thân như là hơi thở vào ra là niệm thân,
niệm về xác chết, niệm tử thi, ba hai thể trược là niệm thân. Có người thì khởi đầu bằng niệm thọ, biết những cảm thọ. Cảm thọ thì nó có sáu, ở sáu nơi, do mắt nhìn sắc sinh ra cảm thọ, hai nghe âm thanh sinh ra cảm thọ, mũi người hương lưỡi nếm vị thân xúc chạm sinh ra cảm thọ, thì đấy gọi là niệm thọ. Thì nó phát triển cái chánh niệm đấy, rồi dần dần chánh niệm nó thành chánh định. Cũng như vậy, niệm hơi thở vào ra thì cũng là chánh niệm, niệm thân ấy cũng là chánh niệm, chánh niệm dần dần nó vào chánh định, rồi sau đó thì lấy cái định đấy làm nền tảng để phát triển chánh tuệ, chánh trí. Thì quán cái phòng xẹp như ngày Mahasi cũng vậy, cũng là phát triển chánh niệm. Từ chánh niệm đó mà được sung mãn thì nó thành định, từ cái định đấy rồi phát triển trí tuệ. Thì con đường nào cũng thế, đầu tư là đi từ chánh niệm, từ chánh niệm đến chánh định, sau từ chánh định đến chánh trí. Còn cái bước khởi đầu thì khác nhau, nhưng nó đều là chánh niệm. Ví dụ như là một cái người mà niệm hơi thở này là đang thực hành thiền định đấy, nhưng bước đầu đã có ai đắc định đâu, mới đang quan sát hơi thở vào ra, chưa đắc định, thì đấy cũng là chánh niệm. Thì từ cái chánh niệm đấy được sung mãn thì nó đắc định, đắc định này phát triển trí tuệ để đi đến niết bàn này. Thì cái pháp mà quán về phòng xẹp này cũng thế, cũng là được chánh niệm, chứ lúc đấy gọi là đi thẳng vào thiền tuệ đấy, nhưng mà lúc đấy đã phát triển được trí tuệ đâu, nên nó mới chỉ là chánh niệm thôi. Cái chánh niệm này nó sung mãn này, nó có sát na định rồi cận định, rồi nương vào cái định đấy để phát triển trí tuệ. Về quán thọ cũng thế, cũng chỉ là chánh niệm. Bước đầu người sơ cơ hành pháp gì cũng là chánh niệm hết, phải phát triển cho cái niệm này nó sung mãn, nó thành định, rồi từ định nó lại phát triển sang trí. Thì nó mặc dù những phương pháp có thể khác nhau, nhưng mà đều cái người khởi đầu sơ cơ thực hành đang phát triển chánh niệm, nhớ như vậy. Thế mình nói là tôi tu thẳng vào thiền tuệ, tuệ cao hơn định, đúng là tuệ cao hơn định, nhưng mà chưa đạt đến tuệ, còn niệm đã, mới đều bước đầu đều là đang chánh niệm, rồi mới đạt định, rồi sau đó mới có tuệ. Và cũng có người nói tôi tu thiền định, định tâm thâm sâu, nhưng cái người mới tu chưa hề có định nhỉ, mới vẫn đang phát triển chánh niệm, niệm sung mãn mới có định, rồi sau đó này cũng tùng định để phát triển vào trí tuệ. Thì cái phương pháp có thể khác nhau, nhưng mà cái nội trình đi thì cũng giống nhau, tức là phải có định rồi mới có tuệ, không thể nào khác được. Dạ, con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Liệu Thiện ạ. Dạ, con thành kính bạch sư. Con kính bạch sư, hiện tại con đang rất đau khổ, con nên làm gì để thoát khỏi sự đau khổ này và hành thiền để mục gì ạ? Đau khổ là về thân hay về tâm? Khổ, ví dụ có người bệnh tật đau khổ về thân, người bệnh tật đau khổ về thân hay là đau khổ về tinh thần. Nhưng mà cái khổ đau này nó còn nhiều cái loại khổ đau. Ví dụ như là mình khổ đau là do cái người khác bắt nạt mình, hay là mình khổ đau vì mình mong cầu cái gì nó không được, hay là khổ đau vì mình mất mát những người thân, mất mát tài sản. Thì nó còn nhiều cái loại khổ đau đấy, nhưng mà dù cái khổ đau gì thì mình cũng phải buông xả, thì nó sẽ hết khổ đau. Ví dụ như mình có những cái nỗi khổ về thân này, thì mình quán cái thân này là tứ đại đất nước lửa gió này, nó sinh nó phải diệt. Quán niệm về cái thân, về cái pháp ba hai thì chuộc, hay là người quán niệm về cái thân này nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Có nhiều cái pháp quán như vậy thì mình sẽ tự tại đi. Tức là người ta khổ về cái sự đau đớn nhân thân này thì ít, mà tham ái sợ hãi mất nó là nhiều. Thì có thể là nó khổ về thân, nhưng mình đừng để làm cho nó khổ về tâm. Còn những người mình khổ về tinh thần, mình khổ do mình phiền não, tức bực giận hờn cái gì đó, thì phải tập cho mình có cái hạnh buông xả thôi. Mình có hạnh buông xả bằng cái cách là quán về nghiệp và quả của nghiệp. Như là mình có những cái chuyện không như ý nghịch lòng ấy, thì luôn luôn phải quán do những cái nghiệp bất thiện mình đã làm trong quá khứ. Do quá khứ mình đã làm những việc bất thiện, mắng chửi người nên bây giờ bị mắng chửi lại, mình hành hạ người rồi mình bị hành hạ lại, đấy là quả báo của mình. Thì mình hãy kham nhẫn để vượt qua, rồi tích cực làm những cái thiện pháp, thiện nghiệp khác. Cái lúc mà tinh thần tán loạn như thế thì chú tâm vào hơi thở để cho nó bớt tán loạn đi. Sau đó thì mình sẽ quán đại tâm từ đến tất cả mọi chúng sinh để mình xua tan những cái hiềm hận trong lòng đi. Cho tâm nó định tĩnh lại một chút, xong là mình hướng đến tất cả mọi người chung chung, mình quán cầu mong cho họ được an vui, thoát khổ đau. Đến cả những người mình kính trọng, những người bình thường, sau đó mình quán đến những người mình ghét vừa vừa, sau đó quán đến cả những người mà người ta đang làm khổ mình, đang làm ghét mình, thì mình cũng quán được cầu mong cho họ được an vui, thoát khổ đau, cầu mong cho họ được an vui, cầu mong cho họ thoát khổ đau. Thì dần dần nó cũng sẽ
nguôi những cái oán hận trong lòng mình đi thì mình sẽ bớt khổ đau. Nên cái tu tập cái pháp nào thực ra nó cũng đem đến sự an lạc, đến sự buông xả hết. Thì mình phải có thọ trì pháp và có thực hành pháp thì sau này mình sẽ tự tại. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Thu Ngân ạ. Dạ, con bạch sư, con xin đảnh lễ sư, kính mong sư chỉ dạy cho con một trường hợp như sau. Một vị tu nữ đã lớn tuổi phải chăm sóc mẹ già yếu. Vị ấy hàng ngày vẫn phải đi chợ bằng xe máy tắm giặt ra bóp cho mẹ, nên vị tu nữ ấy không mặc áo y tu nữ được. Hơn nữa, vị ấy vẫn phải tự tiền. Vị ấy có sự lo lắng là nếu là người tu mà không mặc y đúng quy định, không giữ tròn đủ 10 giới thì làm hoen ố hình ảnh của người tu và không được giữ lợi ích. Có một người khuyên vị ấy tuyệt đối không được giả y, chỉ nên nguyện giữ tam giới để giới được trong sạch. Kính mong sư từ bi chỉ dạy cho con trường hợp này, vị tu nữ ấy có nên giả y làm cư sĩ không ạ? Con tin thành kính thiên thư ạ. Thì nó tùy từng trường hợp. Có những cái trường hợp mà mình cảm thấy có thể giữ được cái hình tướng của người tu thì mình giữ, mà có những cái trường hợp mà mình cảm thấy mình không còn giữ được cái phẩm hạnh của người tu được. Tức là nếu như thật sự mình đã phải làm cả những cái pháp như một người đời, không còn cái pháp của người tu nữa, thì mình cũng có thể xả y cũng được. Xả y là một cái người cư sĩ, vì về sống nó phải đúng với cái bản chất ấy. Ví dụ như là lúc đấy cái tâm của mình nó quan trọng là nó còn muốn là một cái người xuất gia nữa hay không. Nếu như lúc đấy mà mình vì chăm sóc cha mẹ mà mình vẫn còn tha thiết với cái sự xuất gia, với cái hình tướng xuất gia, với cái đời sống của người xuất gia, thì mình vẫn có thể chăm sóc và giữ cái hình hình tướng của người xuất gia, nhưng cũng nó cũng phải đi kèm với điều kiện là những cái giới luật của người xuất gia mình vẫn phải giữ được, chứ cũng không có nghĩa là mình giữ cái hình tướng không mà mình không giữ những cái giới luật của người xuất gia. Những người xuất gia tu nữ có 10 giới, mình đã phạm quá một cách nó hơn nhiều quá thì mình có thể xả tạm thời được, vì cái tu nữ thì mình thọ lúc nào cũng được mà, mình xả lúc nào cũng được. Thì mình cũng tùy theo, nếu mình cảm thấy nó thuận lợi, cho nếu cái tâm của mình nó bất an thì có thể xả sau này xong nhiệm vụ, xong công việc thì thọ lại cũng được. Và nếu như có trường hợp tâm mình quyết chí tha thiết, thà chết chứ ta sẽ không có buông bỏ cái hình tướng người xuất gia này, thì mình giữ thì mình cũng phải cố gắng hết sức có thể để giữ lại cả những cái giới hạnh của người xuất gia. Nếu là mình không thể là chỉ giữ một cái hình tướng mà mình không có giữ những cái căn bản, những cái giới căn bản của người xuất gia được, thì cái đấy nó đều là do cái cô đấy có thể lựa chọn thôi, cô đấy lựa chọn như thế nào. Chứ bây giờ một cái người mà khuyên người đấy là đừng xuất gia thì nó cũng tạo nên một cái nghiệp cản trở cho cái việc xuất gia mình sau này. Nó cũng sẽ, mình khuyên người đó bỏ tu là cũng không tốt, nó sẽ làm cản trở cái việc xuất gia của mình về sau. Còn nếu mà khuyên người đó cứ sống như vậy, sống nửa đời nửa đạo như vậy thì cũng không tốt. Sống nửa đời nửa đạo như vậy thì cũng không được trong sạch, mà người khác nó có thể ảnh hưởng đến hình tướng của người xuất gia, ảnh hưởng đến danh dự, đến cái phẩm hạnh của người xuất gia, người khác người ta làm mất niềm tin. Nếu như mà thật sự cái đời sống của mình nó quá là nhiễm tục trần, làm mất niềm tin của những cái người chưa có niềm tin, không tăng trưởng niềm tin của những người chưa có niềm tin, thì cái người xuất gia là phải thế, không phải là mình sống cho mình nữa mà mình sống cho giáo pháp. Sống như thế nào mình tăng trưởng niềm tin cho những cái người cư sĩ thì mình hẳn sống. Sống như thế nào mà mình làm mất niềm tin của những cái người khác thì mình chớ có làm vậy, nó bị tội lỗi. Thì nó vì mình mà nhiều người khác người ta có ác cảm với Phật pháp thì điều đó cũng là một cái ác nghiệp, thì phải nhìn nhận như vậy mà lựa chọn thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Công Lý ạ. Dạ, kính thưa thầy, con được dạy là khi hành thiền không có tìm cầu bất cứ điều gì, để mọi pháp vận hành theo đúng tự nhiên, mình chỉ thuần quan sát và ghi nhận. Nhưng khi theo dõi hơi thở qua xúc chạm với thân, con vẫn thấy có ý muốn trong tâm là gắn bó khăng khít chặt chẽ với hơi thở. Vậy đó có phải là tâm tham không? Và như vậy có gì sai không ạ? Kính mong thầy hoan hỷ chỉ dạy ạ.
Nó vẫn phải có ý muốn chứ không phải là không có ý muốn. Đừng bị hiểu một cái câu nói nào đó một cách thái quá. Cái gì nó cũng không được thái quá. Đây là muốn nói là mình đừng có tìm cầu cái gì, tức là đừng tìm cầu những cái gì đó nó không có thực tế, nó không phải là cái hiện tại này. Ví dụ như người đó mong cầu thần thông, mong cầu chứng đắc đạo quả, mong cầu mình đạt thiền ngay trong ngày hôm nay, thì những cái mong cầu ấy là không được, không được tìm kiếm, không được khởi lên mong cầu thì đúng. Nhưng mà cũng có những cái mình cần phải có cái mong cầu và ước muốn. Ví dụ như cái ước muốn là mình giảm bớt đi được những cái triền cái, giảm bớt đi được những cái phóng tâm, giữ được cái chánh niệm, thì những cái ông muốn đấy là đúng, là phù hợp. Nhưng mà cái gì nó cũng vừa phải thôi, đừng để cho cái mong muốn nó quá trội, nó quá mạnh. Nhưng mà mong muốn nó quá mạnh thì nó sinh ra cái tâm tham, cầu quá mức, thì cái tâm ấy nó sẽ căng thẳng và nó làm cho bị dao động căng lên. Vậy thì cái mong cầu đấy nó cũng có một chút, đừng để nó quá là được. Vậy thì vẫn vẫn được nhé. Có cái khởi nên mong mà mình muốn giữ chánh niệm được trên hơi thở thì là tốt, nhưng mà đừng đừng thái quá thôi. Dạ con bạch sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Đinh Hiệp ạ. Dạ con bạch sư, thưa sư, con có đăng ký hóa thiền 7 ngày nhưng con bị bệnh đến hôm thứ 3 con không chịu được thì phải về khám lại. Con giờ không ngồi được, không ngồi nhiều được, giờ con nằm theo dõi hơi thở thì có được không ạ? Sau này khỏe thì con ngồi lại ạ. Được, nếu mà vì bệnh mình không thể ngồi được thì nằm, nằm mình để tâm vào hơi thở vẫn được. Nếu như lúc nào để tâm vào hơi thở nó khó quá thì mình chuyển sang pháp quán. Ví dụ như mình quán cái thân này, ví dụ mình quán về sự chết cũng được. Thân này chắc niệm là mạng sống thì không chắc chắn, còn cái chết thì chắc chắn. Niệm chắc chắn là sẽ chết, chắc chắn là sẽ chết. Niệm như vậy nó cũng làm phát quán về thân nhé. Hoặc là mình quán là 32 thể trược. Thân này là tóc lông móng răng da, da lông móng lông tóc, thịt gân xương tủy tận, thận tủy xương gân thịt. Mình quán cái sự hôi thối bất tịnh hay tứ đại trên cái thân này cũng được nhá. Mình niệm cái đấy cũng được. Các cái pháp tu tập đều có thể áp dụng được. Hoặc là mình chú được vào hơi thở một chút thì cũng được. Những cái pháp đấy đều đều thực hành được, mặc dù nó không bằng cái lúc ngồi, nhưng mà cái lúc mình nằm vẫn chánh niệm được một chút xíu. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp tục từ hành giả Kiến Pháp ạ. Dạ con bạch sư, xin sư cho con hỏi như thế nào là san tham pháp ạ? San tham pháp, ý nói ở đây là có có những cái san tham này, san tham chú xứ là san tham ở chỗ ở, san tham nội dưỡng là san tham vào những cái vật dụng, san tham gia đình là san tham vào những người thân, tức là những cái san tham có ý là mình không muốn chia sẻ cho người khác. San tham chú xứ, san tham nội dưỡng, san tham gia đình và san tham pháp. Trong bốn cái san tham, cái tối thượng nhất, xấu xa nhất là san tham pháp. Tham có nghĩa là không muốn chia sẻ. Ví dụ như là mình có chỗ ở mình không muốn người khác ở cùng, mình có tài sản mình không muốn chia cho người khác, thì đấy gọi là san tham, mình không bố thí đấy. Mình có người thân hay người yêu mình chỉ muốn giữ cho mình, mình không chia sẻ cho người khác. Đây là san tham. Ví dụ muốn nói là cái người đấy mình chỉ muốn là người đấy dành tình cảm cho mình. Ví dụ đấy là cái gọi là san tham về tình cảm. Mình chỉ muốn là mọi người yêu quý mình nhưng đừng yêu quý người khác. Đấy là người ích kỷ nhá. Thì phải muốn còn có một cái san tham xấu xa nhất, đó là người có pháp mà không muốn chia sẻ pháp. Ví dụ như người đấy mình học được những cái pháp, học cái rất là quý báu, mình phải biết phân biệt tốt xấu, nhưng mà mình muốn người kia phải học tốt hơn mình, không được học giỏi bằng mình. Đấy là một loại san tham về pháp học. Còn một cái san tham thứ hai là về pháp hành. Cái người đấy thực hành thiền tốt, nhưng mà mình nghe người kia thực hành thiền tốt, mình cười nên tức tối bực bội, mình mong làm sao để cho người đấy hành không được, không tốt bằng mình. Thì đấy là một loại san tham, gọi là san tham pháp là thế. Là mình chỉ muốn giữ mình giỏi về cái pháp đấy. Cái người về pháp học ấy, thì người ta chỉ muốn là mình mới là người học giỏi, mình mới là pháp sư, mình giảng được pháp, còn người khác hãy dốt, đừng có giỏi, đừng có nổi tiếng như mình. Đấy là san tham về pháp học. San tham về pháp hành thì cái người đấy chỉ muốn là mình mới tu chứng các cái tầng thiền, mình mới là người tu chứng thần thông đạo quả, còn những người khác tu quệt quệ không bao giờ ngóc đầu lên được, không thể nào tu giỏi bằng mình được. Thì đấy là một loại san tham nhé. Thì đấy được gọi là cái sự tối thượng trong những cái san tham, xấu xa nhất trong các san tham đó là san tham pháp. Cái người mà không, vậy nên là cái người học phóng pháp là mình phải chia sẻ. Nghĩa là mình học hiểu Phật pháp ấy thì mình phải
cũng phải truyền đạt những cái hiểu Phật đời pháp cho người khác. Mình tu tập về thiền thì mình thấy có lợi ích, mình cũng phải chia sẻ hướng dẫn cho người khác cùng tu tập về những cái pháp thiền này, tức là pháp học và pháp hành, để cho mọi người cùng có cái lợi lạc về Phật pháp, thì đấy được gọi là không rơi vào sàn tham pháp. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Kiến Pháp ạ. Dạ con thưa sư, hành thiền như thế nào tạo ra được các ba la mật ạ? Hành thiền là tạo ra vô, là tạo ra đầy đủ các ba la mật, nhất trong các cái ba la mật. Ví dụ như là một cái người đấy mà đi bố thí cho người khác thì nó chỉ tạo ra được một pháp, đó là bố thí ba la mật. Nhưng mà cái người mà hành thiền ấy thì nó sẽ có, thứ nhất là người hành thiền sẽ thọ trì giới một cách trong sạch, thì thứ nhất là mình sẽ có được trì giới ba la mật đấy này. Người hành thiền thì mình sẽ có cái hạnh suốt ni, tức là cái người hành thiền ấy mà chứng được các tầng thiền ấy thì nó sẽ ni dục, thì cái người đấy sẽ có được cái hạnh suốt ni, hay gọi là xuất gia ba la mật. Cho nên cái người mà chứng thiền ấy, cái người đấy cũng giống như người xuất gia. Cái người xuất gia là để đi đến, nó khác với cái người tại gia, đó là người tại gia hưởng dục, người xuất gia ni dục, cho nên có cái pháp gọi là xuất gia ba la mật. Cái người, kể cả người Phật tử tại gia mà hành thiền mà chứng đắc thiền, nó cũng ni dục, cái người đấy cũng cũng thành tựu được cái pháp gọi là xuất ni ba la mật, giống như xuất gia ba la mật, giống như vậy. Cho nên là nói là cái người mà hưởng dục mà đắc thiền là sai nhá. Vậy thì cái pháp là hành thiền nó tạo ra được chỉ giới ba la mật, xuất ni ba la mật, trí tuệ ba la mật. Nếu mà thực hành đến thiền tuệ thì nó phát triển được trí tuệ ba la mật, phát triển được cái tinh tấn. Thế là trong lúc hành thiền mình luôn phải cố gắng, không có ngừng nghỉ, thì sáng phải dậy sớm, tối đi ngủ muộn, suốt ngày liên tục như vậy, đấy là tinh tấn lắm rồi. Thì đấy được gọi là có tinh tấn ba la mật. Kham nhẫn thì khi ngồi nó đau đớn nhức mỏi thân tâm, nhưng mà cố gắng ngồi chịu những cái nỗi đau khổ thân tâm đó, ta sẽ thành tựu được cái kham nhẫn ba la mật, và nó thành tựu ra được cái quyết định. Tức là khi ví dụ như là mình đặt một cái thời lượng là ta sẽ ngồi thiền trong 1 tiếng hay 2 tiếng hay 3 tiếng, và mình cố gắng ngồi cho hết cái thời gian đấy mới đứng lên, thì nó thành tựu được quyết định ba la mật. Nó thành tựu ra được cái chân thật, tức là khi ngồi thiền là mình sống chân thật nhất với mình. Còn những người hành thiền mà giả dối thì khó, không thành tựu được chân thật với cái tâm của mình. Ví dụ như là cái người hành thiền không bao giờ dùng cái sự dối trá chính mình, mình quay về mình nhìn vào các cái sự thật mà, thì cái người đấy sẽ thành tựu ra được cái chân thật ba la mật. Là lúc đấy mình sống với cái tâm của mình, và mình phải diệt đi cái tham sân si, những cái tâm bất thiện nó khởi lên. Lúc đấy là thật sự là mình có cái sự tu tâm, có cái gột rửa nội tâm. Cho nên là cái người hành thiền nó sẽ thành tựu ra được cái chân thật ba la mật. Người hành thiền mà có cái tâm sân nó đến là phải đuổi nó đi, là thành tựu được từ tâm ba la mật. Có cái tham nó gì nó đến là phải đuổi nó đi, nó thành được xả tâm ba la mật. Và vậy thì cái sự hành thiền ấy nó thành tựu được cả tất cả các ba la mật. Còn nếu như người đó lại đem những cái pháp mình tu tập đấy chia sẻ cho người khác, tức là bố thí pháp đấy, không có bỏn sẻn cái pháp này, vẫn đi chia sẻ cho người khác cùng biết cái con đường đạo này, cùng biết tu tập, thì lúc đấy nó cũng thành bố thí pháp. Thế thì nó đầy đủ hết cả 10 ba la mật. Vậy thì cái sự trong các cái pháp mà tạo ra được ba la mật thì chỉ có hành thiền là phong phú nhất, đầy đủ nhất, và nó sẽ tạo ra được ba la mật nhanh nhất, sung mãn nhất. Cho nên cái con đường hành thiền là đi đến niết bàn nhanh nhất là vậy, không có con đường gì nhanh bằng niết bàn. Nhưng có những người cứ bảo tôi sẽ tụng kinh để nguyện chứng đắc niết bàn, có mà 100 đại kiếp chẳng đi đến đâu. Hay là có người bảo tôi sẽ bố thí để nguyện chứng đắc niết bàn, cũng chẳng bao giờ đi được. Có người nói tôi chỉ trì giới tôi nguyện chứng niết bàn, để có muôn kiếp cũng chẳng chứng. Nhưng mà cái người đấy có thực hành thiền chỉ quán mà chứng niết bàn thì có thể ngay trong kiếp hiện tại này thành tựu, có thể trong 7 năm, 6 năm, hoặc 1 năm, hoặc 7 tháng, 6 tháng, 1 tháng, thậm chí 7 ngày cho đến 1 ngày cũng có thể thành tựu, cũng tùy duyên đấy. Nên là chỉ có con đường tập thiền này là nó sẽ tạo ra được ba la mật nhiều nhất và nhanh đi đến niết bàn giải thoát nhất. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Kiến Pháp ạ. Dạ con bạch sư, người hành thiền để mong cầu phước báu như sống lâu, mạnh khỏe, sắc đẹp, giàu sang thì có được không ạ? Mà nếu mà tập thiền mà mong cầu sống lâu, mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp, trí tuệ, đấy là mong cầu cái phước thế gian vẫn được nhá, vẫn được. Nhưng mà ví dụ như
mình phải có cái nguyện là chứng Niết Bàn trước rồi hãng nguyện đến cái đấy sau. Chứ nếu mình chỉ nguyện với là cái pháp hôm nay hành thiền được một ngày hoặc là hành thiền được khóa thiền một tuần này, thì mong sao nhờ cái công đức hành thiền được sống lâu, mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp, trí tuệ. Chỉ nguyện mỗi cái đấy không thôi thì cũng được, nhưng mà nó hơi lãng phí. Bởi vì mình có cái tài sản hành thiền này, nó sẽ mình mua được những cái giá trị lớn hơn cái giá trị đó, cái giá trị sống lâu, mạnh khỏe. Vì sống lâu thì mình cũng chỉ chẳng sống được hơn 100 tuổi, được vài chục tuổi thì cũng phải chết. Có mạnh khỏe thì đến lúc nó dài nó cũng vẫn bệnh, vẫn yếu. An vui thì đến lúc gặp chuyện buồn nó vẫn buồn. Sắc đẹp thì đến lúc dài nó cũng xấu xí, chết thì nó cũng thối tha ra. Cho nên là nếu mà chỉ nguyện mỗi cái sống lâu, mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp, trí tuệ, thì cái nguyện đó lại quá là tầm thường, quá là nhỏ bé và quá là lãng phí cái tài sản vô cùng quý báu của mình. Mình có những cái tài sản quý như thế mà lại không đi mua những cái, mình không đổi lấy những cái có giá trị tương xứng, mà lại đổi lấy một cái giá trị không tương xứng, thì thật là uổng công ấy, thật là uổng phí. Thế thì mình nên nên nguyện là cái công đức hành thiền này mong nguyện chứng đắc Niết Bàn trong ngày vị lai. Còn trong cái những cái kiếp nào chưa chứng đắc Niết Bàn thì cầu mong con sinh ra ở nơi nào cũng được hưởng những cái phước lành, tránh những cái điều rủi ro tai nạn, được sống lâu, mạnh khỏe, ăn vui, sắc đẹp, có trí tuệ, có tài sản, có danh vọng chức quyền. Thì mình nguyện những cái đấy vẫn được, nhưng mà phải nguyện chứng Niết Bàn trước rồi nguyện những cái đấy sau, thì sau này mình mới không bị tham đắm đắm nhiễm vào nó. Những người mà không nguyện chứng đắc Niết Bàn, mình chỉ nguyện những cái hạnh phúc tầm thường thế gian, đến khi mình đạt được cái mình lại tham ái vào đấy, rồi mình say mê đắm nhiễm vào đấy, mình không thoát ra được. Còn những người có nguyện chứng đắc Niết Bàn, khi mình có đạt được những cái hạnh phúc tầm thường ở thế gian, thì mình cũng coi nó là bèo bọt, coi nó là phù du, coi nó là cái giấc mộng ấy, thì mình không quan trọng nó, mình có thể bỏ nó để đi tìm một cái cao quý hơn được. Là có nguyện vẫn được, nhưng mà đừng quên là nguyện chứng Niết Bàn. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ Hành Đà Kiến Pháp ạ. Dạ con bạch sư, một người cần có trình độ Phật học như thế nào để có thể thực hành thiền định được, pháp học và pháp hành hỗ trợ lẫn nhau ạ, như thế nào ạ? Pháp học như thế nào để thực hành thiền định được ạ? Dạ con xin đọc lại ạ. Dạ con bạch sư, một người cần có trình độ Phật học như thế nào để có thể thực hành thiền định được ạ? Và pháp học dạ, để thực hành thiền được ạ? Thiền được. Dạ. Một người có trình độ pháp học và pháp hành. Thực ra cái người mà tự tu ấy thì cần trình độ, thì trình độ cái người mà tự tu cần trình độ vô cùng cao. Còn những người mà tu mà có một vị thầy dẫn dắt ấy thì cái trình độ không đáng nhiều. Ví dụ như là một cái người mà căn bản nhất, sơ cơ nhất, thì mình chỉ cần có niềm tin là thực hành được. Ví dụ như là do mình có nghe pháp, mình tin rằng là một cái người đấy tin rằng là có cái đời trước, có cái đời sau, có cái luân hồi tái sinh, có cái nhân quả nghiệp báo. Tôi phải có cái niềm tin đấy là cái căn bản nhất. Thế cái người mà không có niềm tin về nhân quả nghiệp báo thì cái người đấy không chân chánh thực hành một cái pháp gì hết. Mình phải có tin, đấy là khởi lên một cái niềm tin như vậy. Rồi mình tin rằng là cái sự luân hồi tái sinh này là khổ đau, và có cái con đường thoát khổ đau, đó là con đường thực hành thiền chỉ quán này. Chỉ cần có cái niềm tin như thế, chánh tri kiến như thế đã là đủ rồi, đủ để thực hành rồi. Còn chỉ trừ một cái người không hề có niềm tin, không hề có niềm tin, người đó nghĩ rằng là không có đời trước, không có đời sau, không có nhân quả nghiệp báo thiện ác gì hết, sống là để hưởng thụ, chết rồi là hết, thì cái người đấy không thực hành được. Thì vậy thì cái căn bản đầu tiên nhất là chỉ cần có niềm tin thôi. Còn kiến thức có được không có được, một người mà tự tu, tự để mà tự mình tu tập thì cần một cái lượng kiến thức vô cùng cao. Như như là cái người đấy phải có kiến thức về kinh điển cũng tương đối, rồi phải có cái kinh, phải có kiến thức về các cái luận vi diệu pháp, về các cái những cái bộ luận rồi chú giải của các cái bộ luận đấy nữa. Chứ thực ra những cái pháp mà Đức Phật giảng dạy thời xưa đa số là giảng dạy cho các bậc thánh đệ tử, mà cái thời xưa mà thời Đức Phật giảng dạy những cái bài pháp đấy, do những cái người nghe pháp là có ba la mật sẵn rồi, người ta chỉ nghe pháp mà người ta ngộ đạo thôi. Mà cái căn cơ của từ người thời đấy, người thời giờ khác nhau, cho nên thời giờ học những cái bài kinh người ta hầu như không có mấy người hiểu được, lĩnh hội được những ý nghĩa bài kinh đấy.
Cho nên là ngoài kinh là còn phải học thêm các cái chú giải của các bài kinh ấy nữa, giảng giải các bài kinh ấy nữa. Nên là muốn tự tu thì trình độ về pháp học rất là cao, nhưng mà cái người đấy cũng phải có những cái giáo lý căn bản như về nhân quả nghiệp báo, về những cái pháp trợ đạo như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, có những cái chi kiến hiểu biết về các cái pháp duyên khởi, về hai nhân duyên, về những cái pháp duyên hệ, này là những cái nói chung là phải có kiến thức cả về vi diệu pháp nữa, hiểu biết về các cái tâm tâm sở sắc pháp và niết bàn, nhất là thực hành thiền tuệ thì phải học rất là nhiều. Còn đối với lại có những người thì cái trình độ cái kiến thức Phật học đó chưa có, nhưng mà do có cái sự thực hành là có một cái người thầy đã có đầy đủ của cái chi kiến rồi, thì cái người thầy đấy sẽ dạy cái người học trò đấy từng bước một. Ví dụ thực hành thiền định là nó như thế này, vào đến cái mức này là cận định, vào này là an chỉ định, vào này là sơ thiền, phân biệt các chi thiền nó như thế này, nên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền nó như thế này. Thì đấy là trong pháp hành nó có pháp học. Vậy thì một người có thể không cần học trước, mà mình có một vị thầy chỉ dạy rồi thì mình cứ, thì cái vị thầy đấy sẽ có cái trách nhiệm đó là vừa dạy lý thuyết và đến đâu thực hành đến đấy. Thì cho nên là cái người đấy hành xong một cái khóa thiền chỉ thiền quán rồi là cũng có được một cái vốn kiến thức căn bản tương đối, nhất là sau khi mình hành đến thiền tuệ nữa, sẽ vừa thực hành cái vị thầy sẽ có cái trách nhiệm là dạy phân tích ra những cái sắc pháp nó như thế này, rồi cái danh pháp nó thế này, cái duyên khởi nó như thế này. Thì cái người thực người học trò sẽ hành trên cái lý thuyết đó. Vậy cho nên là học đến đâu hành đến đấy, đấy là cái biện pháp gọi là trong cái pháp hành nó có pháp học. Vì thì cái nếu mà thực hành thiền mình cứ lo thực hành cho tốt, rồi là hành đến đâu thì cái vị thầy sẽ dạy đến đấy, nên là cũng đừng có quá là lo cho cái chuyện về pháp học. Vậy đấy là trong cái pháp hành nó đã có pháp học sẵn rồi, nên là hành xong là cũng có được một cái kiến thức cốt lõi, cốt tủy và căn bản nhất, sau đó mình học mở rộng thêm nữa thì học thôi.